chưa bao giờ mình được đứng trên một sàn diễn catwalk nào, bởi vì mình cũng không phải là một người mẫu. Quả thực thì nó rất là khó, cảm xúc của mình bây giờ rất là hồi hộp và lo lắng. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ được biểu diễn à, và được mặc những bộ đồ đẹp. Mình mong rằng mình sẽ đi trên sàn catwalk thật tốt. Thảo đã đi xem rất là nhiều show thời trang rồi, nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mình được bước lên sàn catwalk đi trình diễn thời trang thì cảm giác rất là hồi hộp. Và với cái thân hình như thế này thì không biết là Thảo sẽ đi như thế nào. Từ trước đến giờ là chưa bao giờ mình nghĩ là mình có đủ tự tin và mình được mặc những cái bộ quần áo đẹp nó sang trọng như thế này để được đi trên sàn catwalk. Chuẩn bị lên sàn đi rồi thì không biết là mình có bị trẹo chân hay không, hay là ngã luôn thì mình cũng chả rõ nữa. 3-4 năm rồi mình không đi giày cao gót. Vì vậy khi mà mình phải sải từ bước chân trên đôi giày lênh khênh như này thì mình hy vọng là những gì mà chị Xuân Lan chỉ dạy giúp mình có thể biểu diễn tốt ở trên sàn catwalk. Mình mới vào thì mình ngồi ụy một cái xuống ghế. Chị đã nói thẳng với mình là em ngồi như thế là không được, thể hiện ra là em rất nặng nề và béo ụp ịch. Mình cũng thấy là mình cần phải thay đổi cho nó duyên dáng hơn. Khi mà nghe chị nói chuyện thì mình cứ há hốc mồm ra như kiểu hóng. Mình không bao giờ mình nghĩ là mình có những cái cử chỉ vô duyên đến như thế. Thật sự là mình mặc cái bộ đồ đó và mình cảm giác mình như một nữ chúa ma cà rồng. Nhưng mà khi mình bước lên trên sàn thì mình cảm giác mình như một con sâu bé nhỏ. Mình không quen đi giày cao gót cho nên là chỉ sợ là có trẹo chân hay không, có bị ngã không. Thật sự lúc ấy là mình rất là sợ. Trước khi tham gia chương trình này thì bố mẹ mình bảo là mong con giảm được 20 cân. Nhưng mà mình giảm được hơn 20 cân rồi. Chủ đề tuần này của chương trình là tỏa sáng. Có những cái bước mình loạng choạng mà hai chân mình quấn lô vào nhau, nhiều lúc mình chỉ sợ là úp mặt xuống đất. Có những cái động tác mà nó phải sexy á, cái mặt nó phải kiểu lả lơi kiểu gì á, tay thì mình để như kiểu che nắng. Lúc đó mình không biết là phải làm thế nào cả. Mục tiêu của tuần này với mình là sẽ cố gắng giảm được 4 cân. Và mình hy vọng nhất là mình sẽ được 3 con 10.